ta hơn đít núi lửa đấy. Chào mừng đến với Outlands Kibori. Chào mừng. Chuyện gì vậy? Đừng lo Kibori, chúng ta đều là bạn ở đây. Ta có kế hoạch cho ngươi và đồng bọn cá sấu. Kế hoạch lớn. Chúng nghĩ ta đã bị đánh bại, nhưng chúng sẽ thấy sớm thôi. Cú sốc khi ta vực dậy từ cho tàn đầy chiến thắng. Ta chưa từng nghĩ ta có cơ hội này. Đã biết bao lâu rồi. Cơ hội thứ hai. Và lần này ta sẽ thắng. Vì ta có một kế hoạch. Hãy khai sáng cho chúng tôi. Đúng, ta có một kế hoạch. Chúng tôi muốn biết. Đi theo dẫn của ta. Đó là điều người cần. Đúng, ta có một kế hoạch. Chúng ta sẽ tập hợp động vật ở Outlands. Chúng ta sẽ đoàn kết dưới chỉ dẫn của ta. Và khi liên minh được hợp lại, chúng ta sẽ chiến thắng. Sẽ trở nên thật vinh quang. Địa thế tươi đẹp của Crylands sẽ lần nữa là lãnh địa của ta. Vì ta có một kế hoạch. Chúng tôi biết điều đó. Đúng, ta có một kế hoạch. Đó là điều chúng ta làm. Đi theo chỉ dẫn của ta. Đó là điều ngươi cần. Ta có một kế hoạch. Đúng, ta có một kế hoạch. Chúng tôi thích mưu kế của ngài. Ta có một kế hoạch. Và nhiều cố gắng dưới sự chỉ dẫn của ta. Đó là điều ngươi cần. Đúng, ta có một kế hoạch.